không dám làm gì Tuấn hả? À thì em có này em không dám nói, nhưng mà khá, nhưng mà nếu mà nhiều nó bức xúc một thời gian coi như là 8 tháng như vậy thì em nói mọi người là phải, những người có trách nhiệm thì phải giải tỏa cho người dân cả nước biết. Đó, cái vụ án này nó chấn động tới nước ngoài luôn mà. Đấy. Đặc biệt là bà con cô bác ở dưới miền Tây họ rất, ai ai cũng biết, nhắc đến là ai cũng biết. Thật sự bây giờ mà nó gọi điện nó nói chuyện với anh em YouTuber là nó nói chuyện bu láo, rồi đi làm giả cái tờ giấy xét nghiệm pháp y, làm giả kêu YouTuber tới quay. Mấy hàng nhận YouTuber, mấy hàng YouTuber mà bẩn á, nó nhận thằng Tuấn bao nhiêu tiền, nói thẳng luôn, nói thẳng luôn, nó nhận thằng Tuấn bao nhiêu tiền mà đi bên thằng Tuấn. Đúng bà con, mọi người ai đồng tình mọi người giúp em một like đi. Đó, sự nói năng thế mà coi được ấy. Thì anh Tuấn bây giờ á, anh Tuấn có coi được cái live stream của em á, liên hệ trực tiếp nha, chứ không để em tới tận nơi em quay anh làm gì là tụi em biết hết. Đừng để em tới tận nơi em quay bố mẹ cô gì chú bác ông bà đó, quay hết à, quay qua bên chị Hà quay. Đúng rồi. Phỏng vấn rồi gặp dựng người gì năm nói hết luôn, bây giờ là trước sau thì cũng lộ thôi đó. Gì năm bây giờ bữa thì khai láo, bữa khai láo là Tuấn gì ta, Tuấn làm việc này ban đêm nhưng thực ra là ban ngày mọi người đó, thời gian địa điểm không có trùng khớp. Còn thêm thằng Dượng 10, thằng Dượng 10 thì sao, Dượng 10 thì nó bên vực mẹ, nó bên vực thằng Tuấn này, rõ ràng là chị nằm dưới sông mà thằng Tuấn này nó chỉ ra chỗ khác. Đấy là lý do tại sao mà 12 ngày tìm không ra đó. Tất cả có lý do hết mọi người, quá là bình căng thẳng luôn. Trước đó gia đình đã nhìn thấy được rằng là mâu thuẫn giữa hai thằng con rể với đứa em gái mình, thằng con rể với lại đứa con gái của mình đã mâu thuẫn nhiều năm, nhiều tháng, nhiều trời lắm rồi. Bây giờ là không có tìm thấy xác, là bắt đầu là gia đình nghi lên, gia đình bắt đầu đặt ra dấu chấm hỏi và bắt đầu làm cái móc câu về gia đình nghi ngờ, gia đình gọi là hết sức coi như là thất vọng về hàng con rể này, nên là mới coi như là mới làm cái móc câu đó. Tưởng chừng như là tuyệt vọng nhưng mà móc câu lên, móc phụt vô đó. Trời xui đất khiến như thế nào chị Hà lại nổi lên đó, là người ta mất oan đó mọi người, người ta mất oan, người ta sẽ trời xui đất khiến là nổi lên như vậy đó mọi người. Chính xác, phụt nghe lên. Máy đi, thằng Tuấn gọi đó. Ờ, số điện thoại cho Tuấn Salon em biết mà. Mọi người có số điện thoại Tuấn Sà Lan không? Cái gì đây? Cái gì đây? Em tới tận nơi thì em có đường về không em ơi? Hả? À, nó ghê vậy hả? Vũ Thị Khuyên này là ai ta? Bà Vũ Thị Khuyên bình luận này là ai? Bà chắc là người nhà của anh Tuấn không? Bình luận cho em biết đi nào. Có đường về, có gì đâu không về. Mình tới mình quay trò chuyện trực tiếp, mình phỏng vấn. Nếu mà anh Tuấn không làm gì sai thì đừng có mà sợ. Có gì đâu mà sợ, mình có làm gì đâu. Đấy, tất cả đều là ý kiến cá nhân đó. Phân tích của tất cả của chú chị thì họ gọi điện cho em rất là nhiều rồi. Chú chị cũng biết là nhiều khán giả gọi điện cho em bảo Tuấn rằng gia đình gì năm gì 10 cũng gọi cho nè. Tuấn bây giờ Tuấn còn lông bông lắm, Tuấn ngoài vòng pháp luật. Ai ai cũng muốn là cho Tuấn nó vô lồng sắt đi. Đấy, nhiều người biết biết chắc là 100% là Tuấn nó làm đó, nhưng mà đâu ai dám lên tiếng đâu. Đó. Bây giờ không có YouTuber lên tiếng thì ai dám lên tiếng nữa. Nói thật mọi người là như vậy. Đấy, để tiếp tục lắng nghe một cái đoạn ghi âm mới nhất đến từ vị trí của anh tập đoàn Sà Lan trách nhiệm hữu hạn một cổ phần một thành viên Tuấn Sà Lơ nha mọi người. Mọi người tiếp tục lắng nghe này. Đây, Tuấn đã lên bố tuyên bố lên tiếng về sự việc rồi nha mọi người. Mọi người lắng nghe nha. Càng. Một buổi sáng ngày chủ nhật, xin kính chào quý ông bà cô chú mình đang theo dõi kênh Đà Ánh Sáng. Thì kính thưa quý vị, cái vụ việc này á, nhất định là mình sẽ đưa ra ánh sáng rõ ràng cho tất cả quý vị. Nhưng mà trong thời gian sắp tới này á, thì cũng có thể là cái kênh này cũng thể là quay thêm một số những cái hoàn cảnh cuộc đời bi ai của những
Thì quý vị cũng biết làm kiểu đưa ra lắm, chỉ có những người mà đứng đằng sau để hùa thôi hả. Thì cũng rất là mong khi mà đăng tải một cái video nào lên thì rất là mong những người mà chính nghĩa có cái tấm lòng mà hướng về mà gọi là thật sự thật á, thì người ta sẽ mạnh dạn hơn, người ta sẽ giúp đỡ những cái cuộc sống mà nó bất hạnh nhiều hơn đó. Thì rất là mong tất cả mọi người đăng ký xa cơ thất thế, những người mà yếu kém, để mà có một cái cuộc sống nó tốt đẹp hơn. Mà còn kiến bình luận của chúng tôi lên, nhưng mà chúng tôi không có vi phạm pháp luật. Xem như là vụ này á, đã sáng tỏ bao nhiêu kênh YouTube đều đưa lên. Chúng tôi có quyền nghe và chúng tôi có quyền bình luận. Chính xác. Trong phạm vi bình luận của chúng tôi, mặc dù chúng tôi là người cao tuổi nhưng chưa có vi phạm pháp luật bao giờ. Chưa bao giờ chúng tôi là đem những người mà trong gia đình của Cộng Tuấn mà chúng tôi chửi mắng. Chúng tôi có quyền nghi ngờ và chúng tôi muốn hỏi tại sao kênh Phạm Nam lên ý kiến nhiều lắm nhưng mà không ai trả lời được. Tại sao cháu Hà chết rơi xuống sông mà tại sao không có trôi đi mà vẫn nằm dưới xà lan, nằm dưới xà lan suốt 12 ngày và không phải là tự mà nổi lên nữa. Đội của Asin và bao nhiêu thợ lặn đã dày công và móc nhiều lần mới tử thi của cháu Hà mới nổi lên. Ủa, em chào Vinh Nguyễn nha, chào tất cả mọi người, chúc tất cả mọi người buổi trưa vui vẻ nha. Chỉ lên nói, lên tiếng mọi người, phải lên tiếng hàng ngày hàng giờ. Không ai trả lời được cái vụ này, cái vụ mà nằm ở dưới xà lan rồi suốt 12 ngày đó, là dùng móc câu móc lên mới được đó. Làm sao mà cộng đồng mạng không đặt nghi vấn về cậu Tuấn này được? Chúng tôi có quyền nghi vấn. Ai đang lên tiếng? Nhưng mà chúng tôi chưa có nói là cậu Tuấn là Công an Cần Thơ sẽ xem xét lại cái trọng án này. Chính xác giết người hay không là do cơ quan pháp luật Công an Việt Nam tìm ra hung khí và tìm ra dẫn chứng chính xác đầy đủ và mới kết tội cậu Tuấn được. 70 like rồi. Nhưng mà không thể nào là che miệng thế gian được những nghi vấn. Và chào chú Vinh nha. Gia đình của cháu Hà, chính là mẹ của cháu Hà là chị Hai đó, nói là lúc còn chung sống là cậu Tuấn này là hành hung nè, đánh vợ nè, xô xuống sông. Đó là do những người trong gia đình của cháu Hà đưa ra, cho nên cộng đồng chúng tôi mới nắm bắt và biết. Hello, gì Nam hả? Gì Nam hả? Vợ chồng không có hạnh phúc. Không có hạnh phúc cho nên mới có cái vụ mà chia tiền, chia làm tư. Hai vợ chồng hai phần, hai đứa con hai phần. Vụ đó là ai cũng đều nghe, cũng đều hiểu. Bây giờ nói không có đánh đập vợ cũng không đúng. Không có đánh đập vợ mà phải lên công an nhiều lần, phải làm tờ cam kết. Làm tờ cam kết là không, kiến này đi là không bao giờ là đánh vợ. Là cô Út còn nói thôi, mẹ nhà đi, cho mày 20 triệu ở nhà ăn chơi đi Tuấn. Nhưng mà cậu Tuấn đâu có chịu. Cậu Tuấn quyết định phải đi mà cho cậu Bảy ở nhà. Và cậu Tuấn đi với cháu Hà. Được hai kiến là cháu Hà bị chết luôn trên xà lan. Hai vợ chồng gây ra sự việc gì tôi không cần biết, nhưng mà cháu Hà bị rơi xuống sông chết cũng vì chúng ta không biết được. Nhưng cậu Tuấn cũng phải có lỗi, không có gây gỗ với cháu Hà làm sao mà đi đến cái việc mà cháu Hà bị rơi xuống sông. Không biết chào cô Kim Hiệp nha, bị dìm, lên tiếng tới cùng mà bây giờ là em giờ là lên khi nào mà kết thúc cái vụ này mới thôi luôn. Nặng nhẹ gì tôi không biết. Khi nào mà bắt Tuấn mới thôi. Chứ đừng có nói mà lên cộng đồng mạng mà làm kênh YouTube. Cậu Phạm Nam này cũng lớn tuổi rồi chứ đâu phải nhỏ đâu. Mà mắng chúng tôi hả? Mắng chúng tôi là cộng đồng mạng mấy người này lớn tuổi không hiểu biết. Xin lỗi, không có người lớn làm sao mà có trẻ nhỏ.
không có nhân tài rút kinh nghiệm, những người già rút kinh nghiệm làm sao có những lão thành cách mạng gì không? Dạ. Đừng nghĩ là những người lớn tuổi là những người vô học. Cô này phân tích rất là hay nha mọi người. Mọi người cho cô một like nha mọi người. Cảm ơn tất cả vì rất nhiều. Hơn những người có học. Người cho cô một like nói rất là hay. Vì đường đời người ta dày đặc kinh nghiệm rồi. Chính xác. Cuộc đời người ta đã trải qua nhiều cái đau thương, nhiều cái mất mát. Từ lúc mà chiến tranh đến là hòa bình. Cho nên cái thế hệ sau này đâu có quyền mà phê phán chúng tôi già rồi này kia. Già mới là rừng càng già càng cay. Già mới là rút kinh nghiệm nhiều hơn trẻ nhỏ. Người ta lớn hơn mình một ngày cũng là người ta có kinh nghiệm hơn mình. Tôi bức xúc lên theo dõi từ kênh YouTube. Trời ơi, tự nhiên cộng đồng chúng tôi đưa bình luận lên. Cái cô nào đi trong cái kênh Phạm Nam ngồi lên đó chê trách chửi tới rồi. Đấy chà. Thưa thì thưa. Ở đây không có. Thưa Tuấn đâu? Mày ra đây. Bây giờ bà con cô bác bây giờ muốn Tuấn lên giải thích nè. Bây giờ là em sẽ cố gắng là gọi điện liên hệ với anh Tuấn. Đó, để lên kênh của tụi em ngồi trước mặt màn hình này để trò chuyện trực tiếp với cô chú chị luôn cho mọi người vừa lòng nha. Chứ bây giờ là nói không cũng không bằng hành động. Bây giờ em xuống tận nơi. Đó, hẹn gặp mọi người tại dòng sông Vàm Cống để quay cận cảnh tại cái nơi dòng sông nó cho tất cả bà con cô bác được xem. Hiện tại bây giờ anh Tuấn vẫn đang là gọi là đang ngồi uống cà phê, ngồi uống xì tin. Đấy, làm điếu thuốc phì phò rất là khoái chí luôn. Trong khi con của mình thì tiền không có, tiền nong thì không có. Đó, chị mẹ mất thì ông Tuấn thì ông ôm tiền ông bỏ chạy rồi, thì tiền đâu mà có. Và bên phía gia đình nhà chị Hà cũng muốn gọi là lên tiếng lâu lắm rồi nhưng mà không dám. Đúng rồi, không dám. Tại vì lên tiếng bây giờ hử hỏi nó cầm cái can xăng nó qua nhà nó đốt nhà sao, đúng không bà con? Đó. Cho nên là không dám mọi người, không dám. Tuấn xả lơ trông lại hơi nó có máu liều mọi người. Nó đã gọi là dàn dựng lên cái câu chuyện gọi là phải cho ông Tuấn tịt ngòi. Đúng không? Tuấn bây giờ nó liều mạng lắm. Dạ em chào chị nha. Dạ cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào 148 người đang xem live. Chúc tất cả mọi người buổi chiều vui vẻ nha. Đấy, thì nói có sắt mắt có trứng. Sẽ có những cái đoạn ghi âm mới nhất để gửi đến quý cô chú anh chị. Dì Năm đã gọi điện. Và em vừa mới ra ngoài nghe điện thoại của dì Năm. Thì cụ thể cuộc nói chuyện của dì Năm nó ra sao và nó như thế nào thì tụi em coi như sẽ đăng tải mọi người cái tập nguội tiếp theo nha. Em sẽ sẽ đăng tải một tập tiếp theo như bà con cô bác. Đấy, đây là cả nhà, để em edit chỉnh sửa video rồi tầm khoảng 4-5 giờ sẽ lên clip đó. Đấy, chúc tất cả mọi người một buổi chiều nhiều sức khỏe, vui vẻ, gặt hái nhiều thành công nha, nha mọi người. Vâng. Và cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi và lắng nghe. Thì em xin phép được số cái live stream tại đây. Đấy, thì cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều đã luôn ủng hộ rồi đồng hành cùng kênh. Và chúng em sẽ cố gắng là theo sát cái vấn đề này. Ừ. Đó, theo cho tới khi nào mà anh Tuấn này bỏ tù mới thôi nha. Yeah. Tức là mình không có nên quy chụp là bỏ tù mới thôi đó, để cho hung thủ lộ diện. Đúng rồi, không, vì anh Tuấn là đang gọi là mình nói là anh Tuấn là đang tình nghi số 1 thôi, đang là tình nghi số 1 nha. Cái này là cái ý kiến cá nhân của mỗi người. Ừ. Đó, không đúng cũng không sai, nhưng mà mình mọi người phân tích rất là hay. Mình là đang tìm cái hung thủ cho nên là không có quy chụp một ai cả. Đấy, cho nên anh Tuấn mà có giật mình á thì cũng đừng có khóc nha. Thì nhóm chúng em chắc xuống cái live stream tại đây. Thì cảm ơn tất cả bà con cô bác đã quan tâm theo dõi và lắng nghe. Xin kính chào và hẹn lại tất cả mọi người trong cái buổi live stream tiếp theo. Cô Lan nói cái gì đây? Cô Lan nói là ngày mai sẽ